Ban đầu tưởng như chỉ là câu chuyện nhẹ nhàng, bởi ở Italia, những vụ cầu thủ dính dáng đến pháp luật nhiều như cơm bữa. Nhưng bây giờ, cả làng bóng đá đang phải đổ dồn vào từng chi tiết trong scandal này và hứa hẹn nó sẽ trở thành đại án. Khởi điểm là thông tin được đăng tải trên tờ Tuttosport. Tờ báo này khẳng định văn phòng công tố Turin đang xem xét những hoạt động của Nicolo Fagioli trên các nền tảng trực tuyến trái phép. Luật sư của Fagioli nói rằng cầu thủ người Italia đã tự động báo cáo về hệ thống tư pháp thể thao và hoàn toàn bình tĩnh với tình hình hiện tại. Tuy nhiên, nếu bị kết tội vì những cáo buộc này, Fagioli có thể đối mặt với án phạt cấm thi đấu khoảng 3 năm. Luật sư của Fagioli cho biết, Nicolo vẫn bình tĩnh và hoàn toàn tập trung ở Juventus. Với tư cách là luật sư của Nicolo Fagioli, dựa trên tin tức xuất hiện trên báo chí hôm nay, chúng tôi có thể tuyên bố rằng khách hàng của chúng tôi đang giải quyết vấn đề một cách có trách nhiệm, với sự minh bạch và hợp tác tối đa với các cơ quan tư pháp thông thường và thể thao, được chứng minh bằng việc anh ấy là người đầu tiên hành động nhanh chóng và kịp thời với văn phòng công tố liên bang. Fagioli đã bị Liên đoàn bóng đá Italia thẩm vấn về vụ việc. Các công tố viên đã mở cuộc điều tra vào cuối tháng 8, đồng nghĩa rằng vụ việc này có thể được giải quyết vào tháng 11. Vụ việc phát sinh khi các điều tra viên xem xét giao dịch của các trang web cờ bạc, hoạt động không có giấy phép và phát hiện tên của Fagioli. Nếu có kết quả cuối cùng, sao trẻ 22 tuổi này có thể phải nộp phạt ít nhất 25.000 euro. Nhưng vì Fagioli là cầu thủ chuyên nghiệp nên đồng thời vẫn có nguy cơ bị cấm thi đấu 3 năm trong trường hợp bị phát hiện vi phạm bất kỳ quy định thể thao nào với các hành vi cá cược của mình. Hiện tại, dựa trên các báo cáo ban đầu, vẫn chưa biết Fagioli đang bị điều tra về loại cá cược nào, chỉ biết rằng chúng có thể thực hiện thông qua một nền tảng bất hợp pháp. Theo thông tin từ La Stampa, quyền truy cập vào các trang web bất hợp pháp đã được tham chiếu chéo và dữ liệu cũng như giao dịch đã được liên kết với tên của người đặt cược và các biệt danh tiềm năng. Những gì Fagioli đặt cược hiện là một phần quan trọng của cuộc điều tra và mọi thứ sẽ rõ ràng hơn trong thời gian tới. Vẫn theo La Stampa, có Fagioli chơi poker trực tuyến, cá cược đua ngựa hoặc bóng đá. Nhưng hóa ra, không chỉ có một mình Fagioli dính phốt. Đến lượt Nicolo Zaniolo và Sandro Tonali cũng trở thành tâm điểm chú ý. Khoảng 18h30 ngày hôm qua, hai cầu thủ này đã phải rút lui khỏi đội tuyển Italia trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu với Manta vào đêm thứ Bảy. Họ đã bị cơ quan công tố của thành phố Firenze và cảnh sát Torino tìm gặp. Đi cùng là trưởng đoàn Gianluigi Buffon. Liên đoàn bóng đá Italia sau đó đưa ra thông báo cho báo chí. Liên đoàn thông báo rằng vào cuối buổi chiều hôm nay, văn phòng công tố Torino đã thông báo tài liệu điều tra cho các cầu thủ Sandro Tonali và Nicolo Zaniolo, hiện đang tập luyện cùng đội tuyển quốc gia tại Trung tâm Kỹ thuật Liên đoàn ở Coverciano. Bất kể bản chất của các hành vi là gì, tin rằng trong tình huống này, hai cầu thủ không có điều kiện cần thiết để đối mặt với các trận đấu trong vài ngày tới. Liên đoàn đã quyết định, cũng để bảo vệ cho họ, cho phép họ trở lại câu lạc bộ của mình. Theo Sport Mediaset, một người có tên Fabrizio Corona tiết lộ rằng Zaniolo đã cá cược vào trận đấu của Roma ở Cúp Ý ngay cả khi ngồi dự bị. Corona sau đó đã được triệu tập đến đồn cảnh sát vì vụ Fagioli với tư cách là người thông báo thông tin. Tonali và Zaniolo sẽ bỏ lỡ các trận đấu tại vòng loại Euro 2024 sắp tới của Italia, gặp Malta và Anh. Azzurri sẽ gặp Malta ở Paris vào ngày mai, trước khi tới London để đối đầu với Tam Sư tại Wembley vào thứ Ba. Italia hiện đứng thứ hai tại bảng C, kém đội đầu bảng là đội tuyển Anh 6 điểm và chơi ít hơn một trận. Huấn luyện viên Luciano Spalletti đã quyết định triệu tập tiền vệ Samuele Ricci của Torino lên thay thế Tonali và Zaniolo. Ngoài ra, cũng có thông tin cho rằng Matteo Politano sẽ được triệu tập, mặc dù vẫn còn phải xem anh liệu đã bình phục chấn thương ở trận gặp Napoli hay chưa. Cho dù việc này đi đến đâu, thì đối tượng chịu thiệt thòi nhất chắc chắn là đội tuyển Italia. Họ là nhà đương kim vô địch Euro và chắc chắn không muốn gặp phải bất trắc gì trong quá trình thi đấu vòng loại, vốn luôn là giai đoạn mà Azzurri có truyền thống đã cực tệ. Cần nhớ rằng, hai vòng chung kết World Cup gần nhất là 2018 và 2022, Italia đều trở thành khán giả theo dõi qua TV. Bởi họ không thể vượt qua được vòng loại, vậy mà giờ đây lại thiếu vắng hai trụ cột vô thời hạn để điều tra cá độ, thì chẳng ai dám nói chắc rằng một Italia vốn thiếu tài năng sẽ vượt qua được vòng loại. Về mặt cá nhân, Fagioli, Tonali và Zaniolo rất có thể sẽ chôn vùi sự nghiệp đầy hứa hẹn của mình. Fagioli là một sản phẩm trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Juventus. Anh thường xuyên được vào sân từ băng ghế dự bị ở mùa giải này và chưa được coi là trụ cột. Song với việc Paul Pogba bị cấm thi đấu, thậm chí là bị Juventus cắt hợp đồng, vì dương tính với testosterone, một chất được xem là doping, thì cơ hội đá chính đang mở ra cho Fagioli. Vậy mà giờ, chưa kịp hưởng niềm vui thì anh đã lại chuẩn bị nối gót theo chân của đàn anh. Việc mất cùng lúc hai cầu thủ ở hàng tiền vệ đúng là đòn quá đau cho Juventus. Về phía Zaniolo, có lẽ cầu thủ này được nhớ đến nhiều nhất ở Việt Nam khi gắn liền với câu bình luận của bình luận viên Anh Ngọc. Dù liên tục được nhắc là chuyền đi, đừng sút, nhưng Zaniolo vẫn sút và xé lưới đối phương. Khi ấy, Zaniolo được xem là một tài năng đầy hứa hẹn của bóng đá Italia. Nhưng anh lại sa sút vì nhiều lý do và đầu mùa này đã chuyển tới Aston Villa với hy vọng hồi sinh sự nghiệp. Nhưng chưa thấy cá hồi đâu mà giờ, anh đã bị cấm thi đấu để phục vụ công tác điều tra. Nhưng đáng tiếc nhất chắc chắn là Sandro Tonali. Anh vừa mới chuyển đến Newcastle đầu mùa này với giá 70 triệu euro, xác lập kỷ lục là bản hợp đồng người Italia đắt nhất lịch sử. Ngay lập tức, tiền vệ này cho thấy mình đáng đồng tiền bát gạo khi trở thành trụ cột của Newcastle. Các cổ động viên của Chic Tre cũng vô cùng yêu mến cầu thủ có chất lượng chuyên môn cao, mà tính chiến đấu thì cực tốt như cựu tiền vệ AC Milan. Mà nói thẳng ra, trong đội hình của Italia bây giờ, chẳng có ai sáng giá bằng Tonali. Vậy mà tài năng ngon lành nhất Azzurri đã lại dính chấu, một tổn thất quá lớn cho cả Newcastle lẫn đội tuyển Italia. Có lẽ cũng có chút phong thủy ở đây khi Tonali chuyển từ màu áo sọc đỏ đen của Milan sang màu áo sọc đen trắng của Newcastle. Thế thì bảo sao mà lại chả dính đến pháp luật. Liên đoàn bóng đá Italia cấm các cầu thủ bóng đá tham gia cá độ từ hồi tháng 11 năm 2005. Tuy nhiên sau đó vẫn có một số cầu thủ tiếp tục lén lút tham gia cuộc chơi đỏ đen này. Điều này đã từng được các nhà báo giải thích rằng bởi mức lương của các cầu thủ Italia khá thấp so với mặt bằng chung châu Âu, thế nên họ thường bị cám dỗ bởi các cơ hội theo kiểu liều ăn nhiều. Hơn thế nữa, hệ thống mafia và tội phạm ở đất nước hình chữ ủng vô cùng tinh vi. Họ có hệ thống tay chân dày đặc, có thể tiếp cận và thao túng các cầu thủ một cách dễ dàng. Nhìn vào lịch sử bóng đá Italia, đất nước này đã trải qua quá nhiều đau thương vì nạn cá độ và dàn xếp tỷ số trong bóng đá. Thế nên, các nhà chức trách càng có lý do để làm căng những vụ việc thế này, kể cả khi những nhân vật tham gia đều là trụ cột của đội tuyển Italia vốn đã vắng bóng nhân tài trầm trọng. Nếu thực sự Fagioli, Tonali và Zaniolo phải ngồi tù, có lẽ họ nên tự trách bản thân vì đã để cho con quỷ mang tên cá độ dụ dỗ và lôi kéo vào con đường phạm tội.